Ok, hôm lên em. Hôm nay chúng ta lại thử vào con game mới. Một con game mà thuộc thể loại hành động Action Roguelike. Có tên là Shadow of the Deep. Đây, chúng ta coi thử cái trailer. Chỉ dài có mấy chục giây thôi. Bài tiết con game này cũng khá là đẹp nha. Đây, chiến binh cầm khiên rồi. Rồi nữ hiệp sĩ thì cầm hai cây song đao, rồi cầm kiếm gì rất là đủ thứ luôn. Thậm chí có cả cầm cung nữa. Này ma pháp. Một con game mà thể loại top down góc nhìn thẳng trên xuống. Thường cái góc nhìn top down này á, anh em sẽ thấy ở trong rất là nhiều mấy con game mà thuộc thể loại xây dựng thôi, hoặc là những con game có đồ họa pixel đơn giản. Thường mấy con game mà cái đồ họa đẹp như thế này á, người ta sẽ dùng cái góc camera nghiêng nghiêng để nó khắc họa được rất là nhiều thứ luôn. Riêng con game này thì cho cái góc nhìn top down trực diện từ trên xuống nên nó cũng hơi tiếc cái nền tảng đồ họa này. Anh em nhìn cái phong cách đồ họa nó rất là đẹp nè, đó, hạt tay rất là chuẩn chỉ luôn. Tuy nhiên thì chúng ta lại chỉ được chiêm ngưỡng cái góc nhìn top down trên xuống thôi. Khi nhìn cái góc nhìn này á, anh em sẽ nhìn thấy mỗi cái đầu và hai cánh tay của nhân vật. Thêm một số cái vũ khí nữa là hết. Đây, một số cái vũ khí của chúng ta là có hai con chim với cây cung nè. Nên cái nền tảng đồ họa rất là đẹp mà anh em sẽ rất khó được chiêm ngưỡng trong game này. Mặc dù mấy con quái thì tôi nhìn cái góc top down thì nó đôi khi còn đẹp hơn chúng ta nữa đó. Thiết kế nút như thế này á, thì hy vọng chúng ta có thể có một cái bản port mobile là sau này. Ừ. Những tấm hình này xen kẽ giữa cái mà controller với mà mouse cây luôn nè, phím chuột luôn. Nhìn rất là độc đáo nha. Thường mấy con game mà hành động á, anh em sẽ thấy cái góc camera nó rất nghiêng. Như cái này là cái mặt phẳng của chúng ta đi, nhân vật chúng ta nè. Đó, nhân vật chúng ta. Thì thường mấy con game á, thì camera nó sẽ nằm ở hướng này. Camera nó sẽ nằm ở cái góc xiên xiên như thế này đó, để anh em có thể mà nhìn được cái góc nhân vật nó khá là đẹp, giống như mấy con game mà HD hay là mấy game tu tiên gần đây đó. Còn cái góc nhìn trực tiếp top down trên xuống như thế này, rồi cái camera nó sẽ đặt ở đây nè, đó, nó sẽ chiếu thẳng trên xuống. Thì thường mấy con game này á, nó thuộc cái dòng game xây dựng nhiều hơn, xây dựng với quản lý chiến thuật hay là building gì đó, để anh em có góc nhìn trực diện quan sát rất là dễ. Thường mấy con game dạng này, những con game world á, anh em sẽ nhìn trực tiếp trên xuống. Hay là con game xây dựng mà tôi mới thêm vô bữa nè, như con này thì nó cũng góc nhìn trực tiếp trên xuống đó nè. Đó, thường mấy con game xây dựng thì nó vậy đó, con này vẫn hơi xiên xiên đấy, nhưng mà góc nhìn nó vẫn rất là vuông. Con game world cũng vuông trực tiếp gì luôn, nên game này đồ họa rất là đẹp. Nhưng khi anh em nhìn góc cam này, anh em chỉ thấy được cái phần đầu nè, hai cánh tay nè, với thêm cái vũ khí nữa, với thêm vũ khí những cái kiếm này nữa là hết rồi đó. Nên chiêm ngưỡng đồ họa trong game này có thể là anh em sẽ thấy là nó hơi khó nhìn tí này nè. Không, nó rất là dễ nhìn chứ không phải khó nhìn. Tuy nhiên anh em nhìn là không hết nên nó không được đẹp. Game này thì vẫn đang trong giai đoạn mà Early Access nha, tức là cái phiên bản dùng thử trước á. Giai đoạn này theo dev ghi là sẽ kéo dài 6 tháng đến 1 năm. Lúc nãy tôi có đọc thì giá game sẽ tăng một ít khi mà con game ra mắt. Nên nếu như anh em thấy cái bản Early Access này đáp ứng được cái nhu cầu của mình á, cảm thấy là con game này nó đáng để mình chi tiền trong giai đoạn Early Access thì anh em có thể mua luôn. Để sau này khi con game ra mắt á, anh em sẽ không phải tốn thêm tí tiền nữa. Hiện tại game đang giảm giá 10% là còn khoảng là 2 lít, giá này chắc khoảng là 15 20 đô thôi. Nếu anh em ở Việt Nam thì có trợ giá vùng khá là tốt. Game hỗ trợ khá nhiều ngôn ngữ nhưng đáng tiếc là không có tiếng Việt. Thôi, chúng ta vô game thử. Shadow of the Deep. Mấy con game này khả năng là tôi ăn hành khá là cao á, không quen xài controller. Cái này mình sẽ dồn hết về bên tay trái luôn, kết hợp với chuột. Còn cái này là mình chỉ dùng mỗi cái bàn phím thôi. Đây, cái này là nó sẽ xoay hướng chuột hả ta, để từ từ đấy. Rồi, xoay hướng chuột đi. Chế độ này lúc mod tôi cũng không hiểu làm sao nữa. Độ rung nó tay cầm không đi. Máu, máu chuyển sang màu xanh lá cho anh em đỡ phải là bị chót. Nhạc đang khá là cao. Vi xin để đóng lại nó mới mượn, không có nhấp, không có rung màn luôn. Tôi để với cái độ cửa sổ đi, cái FPS nó ổn định tí.
thôi. Bình chân lơ, keyboard. Tiếng như thế này nó vẫn hơi là to đó nha. Như thế này ok chưa? Như thế này tôi nghĩ là ổn rồi đó. Đây có rất nhiều thứ. Chúng ta vô game thôi. Gần 5 phút rồi. Phiên bản hiện tại rất là nhiều dữ luôn. Nhưng mà 0.9.1.5. Sinh ra trong một gia đình thợ rèn. Hay hết theo mà gương người bố. Lớn lên trong xác và thép là những người bạn của mình. Tuy nhiên cái gì đó một ngày nọ hết trở về ngôi làng của mình để tìm kiếm, nhưng thấy nó đã chìm trong cái biển lửa. Đúng là mới vô đúng là thon quá. Bố thì ngồi chìm trệ trên đất nè, mang cho mình một bó giáp mới gần đây. Thi thể thì trở nên lạnh cống, đúng là nhỏ. Cay, tôi cũng cay thôi. Mấy con game mới vô cho mình một cái bi kịch gia đình đó, là sau này cốt truyện nó là chỉ có đâm chém trả thù là chính. Nhưng mà mình chưa biết kẻ thù là ai nha. Thấy nãy giờ miêu tả thì giống quái vật hơn đó. Chứ hình hình đau đớn, đầy đau đớn như tức giận. Tham gia một cuộc chiến không hồi kết rồi. Đây, chúng ta vô game. Chém nè, giữ chém nè. Bây giờ thì tiếng game nó lại hơi bé. Không có tương tác với môi trường gì nhiều cả, chỉ có đâm chém mấy cái thùng này thôi. Sao tự nhiên nó đi nhanh quá ta. Đi giá. Cái tên nó bay chậm vậy mà mình vẫn dính cơ. Gương mana 20% mana của mình ở đây. Nhấn nút F. Mình chỉ mang một loại thuốc à. Máu đầy. Mình có cái chiêu nghe nè. Đỡ đòn tốn mana nha, đỡ một đòn mất 10 mana. Ngon, nhấn nút F. Game này hành động khá là mượt mà luôn á. Mà mỗi lần loot đồ thì tôi thấy nó lại hơi giật một tí. Mình có thể chọn cái siêu, hai cái siêu này thì đương nhiên cái này nó xịn hơn rồi. Cái này nó cùi hơn. Cái siêu mà có may mắn nữa hả? Đây, giữ nút F để bán luôn nè. Ngon. Đỡ mấy công phải đi về mấy cái shop nữa gì đó. Khi không có quái vật thì mình chạy khá là nhanh. Sao con này càng đánh nó càng lên máu vậy? Được cái hành tụ gì kìa, giết 10 con quái vật. Quá đơn giản luôn. Cái này là sách kỹ năng của mình. Mình có thể lựa chọn những cái nội tại dựa vào cái sách kỹ năng này. Thì cái này là cái yếu tố của Google Line nè. Trái trái ngừng tí rồi trái nó sẽ gây 200% đam. 20% cơ hội bắn ra ra quả cầu lửa khi mình gây được 60 đam.
Hồi nãy tôi không biết, không nhớ là cái sát thương của mình chém bao nhiêu lần. Nó bắt mình chọn cái này hả? EG lên team của mình. Ngon. Nó hút như mà Man Fight vậy. Tiếp. Tiến lên Pikachu. Vàng vàng rồi lại chơi điện nữa, giống hệt Pikachu luôn. Chém 3 lần để gây cái combo. Đó, mỗi lần lút đồ là tôi thấy nó rất là giật luôn, không hiểu tại sao. Cái này cái dao găm hả? Nhấn quy. Quy là cái cây dao găm mình vừa mới nhặt được, nó có cái chịu dính vũ khí là mình hút lên nè. Đó. Dạng giống như là cái màu vũ song kiếm vậy. Nhấn F, tương tác bằng nút F hả? Đây, mình đã xong cái phần logo này rồi. Có gì hướng dẫn thì vô đó mình bật lại. Ngon rồi đó. Không có mức trễ à. Game gì đưa nó mong. Ok, lâu lâu chơi nó màu đi. Đây là những cái lát nhân vật của chúng ta, nhìn là biết Samurai liền nha. Ginjo là một kiếm sĩ với khả năng dùng kiếm cực kỳ điêu luyện trên cái vùng đất này. Đây rất nhiều gái luôn mà không được chọn. Làm thế nào để anh lóc nhân vật này ta? Để anh lóc thì bạn chưa gặp mặt lần nào. Tiếp tục chơi để mà mở phá nhân vật này. Cung em này thì đam rất là cao luôn. Tuy nhiên chỉ số sinh tồn, chỉ số máu khá là thấp. Cái tốc độ nó cũng trung bình thôi. Em này thì đam cũng tương đối, nhưng mà cái tầm đánh rất là xa. Thanh niên này đây là thủ nhiều mà đam ít nha. Đam cực cao, máu cực mỏng. Yasuo của anh em nè. Aya, Akali. Em này là Ad hả? Cái Ace của anh em á. Shinra. Ta lành là gì? Mình không có điểm nào cả. Có thể Gigon. Vũ khí sẽ góp trong cái đinh gần này. Thêm những cái combo. Có bộ ngon nha. Gun không biết là cái gì luôn, nên chúng ta cứ ăn hành cái đã. Cái kim cương để làm gì đó, để mình reset cho ta lành đó. Kim cương này chưa biết cái chủng là cái gì. Bây giờ tôi vô ăn hành cho anh em coi đây. Máu mình nó không có hồi lắm đó. Game này anh em nên chơi bằng tay cầm hơn. Chỉ là tôi không quen dùng tay cầm mới dùng cái này thôi. Teleport rồi. Rồi nãy lấy bình máu này hơi phí rồi. Nó nằm ngay điểm teleport khá là ngon á. À. Mình có thể chém hai cái xong rồi lướt rồi mình đâm phát thứ ba cũng được đó nha. Ai luôn. Rồi bán bỏ cái khiên cũ này.
Game này đánh nhau khá là đã luôn á. Rất là đã tay. Ê da. Trừ 5 máu. Nè có tương tác với môi trường đó nè, nhưng mà nãy không thấy. Mấy gương này nó không hiện trên mini map nha. Tôi không để ý là nó mất ngoài luôn á. Giảm một tí mà may mắn. Nhưng mà nó tăng lên cái điểm mà lắc. Lắc của mình nó tăng lên là cái gì ta? Ê, cái giọng này nó có nội tại gì nữa nè. Trong khi mình sạc á, mình gồng lên á, quân địch ở gần thì sẽ có 40% giảm cái đòn tấn công của nó đi. Quất liền. Nhập lụm luôn. Làm sao để coi cái thông tin? À bấm vô. Tốn MP. Máu máu mana. Cái này lại là cái khiên. Cái khiên này thì không có dòng phụ nhưng mà nó cộng thêm khá nhiều chỉ số luôn. Nó tăng thêm mình được 3 máu. Rồi cái kia ngon không? Nút tab là nút mở bản đồ. Khi không có quái mình sẽ di chuyển nhanh hơn. Cái này đánh boss này không có vô đâu. Bye bye. Cái chiêu đâm lần cuối đó, nó hơi khó đánh à. Giết 100 quái vật rồi đó hả? Hút mày nè, hút mày, hút mày nè. Không mất giọt máu rồi luôn. Anh em thấy trình độ chưa? Được cái khiên mới nữa. Cái gì? Quái ra. Cái góc nhìn của mình nó cũng là bị giới hạn khá là thực tế luôn nè. Anh em đứng ở đây thì nó tối ở cái khu này. Có cung nào không đụng được. Mình đi xuống đây đâm thẳng vào đây. Theo trên bản đồ thì có cái gương đó nhỉ. Mấy cái gương nó không hiện trên bản đồ nên mà mình phải để ý nha. Mấy này mấy anh chuột. Từ tự nhiên mình mạnh vậy đó. Tăng tốc lên. Hút đồ. Đây có sách kỹ năng nè. Nội tại tăng tốc độ tấn công 15%. Nâng máu tối đa lên 1 cho mỗi quân địch. Tắt 100 lần. Sau khi quân địch chết á, thì sẽ xuất hiện cái chuyện thấy là cuồng nộ. Không cái này đi. Máu mình 95. Đây là hết đường rồi. Hồi nãy mình chưa đi xuống cái con đường mà đánh boss. Mình nhớ đi qua trái thôi. Cái gì đây? Tiền của mình là 300. Cái siêu này nó sẽ tăng theo mình khá nhiều thứ nhưng mà nó không có dòng phụ. Cứ dùng phụ này nó vẫn ngon hơn. 100 tiền lấy cái kill book.
mỗi 10 giây. Trong vòng 10 giây mình sẽ giảm 5 nhuận vào. Tăng cái tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công. Cái này chỉ là đánh boss thôi. Hết rồi. Ở đây như có đường ẩn vậy. À không, lừa đảo thôi. Giờ mình còn đi đâu được nữa không ta? Đến mấy cái bình này nó cũng rớt ra mấy cái đồ khá là hữu hiệu nè. Rồi, nó bắt buộc chúng ta phải đánh boss này. Chấp luôn anh boss 5 máu á. Có khi là tôi bán muối ở đây luôn á anh em. Clear ấy 1-1 chế mà nhân vật hay thơ. Giá cái này là mấy cái bẫy nãy không biết đi đâu thẳng vô. Trời ơi, cái gờ của mình khi nào nó mới sạc xong ta? Game này đánh đấm đã tay thiệt. À, quái nó cũng dính bẫy nữa nha. Quá đơn giản luôn. Cái này là do trình tôi nó cao thôi. Rồi cái lọ hồi 50% lấy sớm ẩu à. Biến hình lên cái đánh đấm khê lòi luôn. Ai à, trên chiêu anh ti của mình. Chỗ này đi đâu mà nó thiết kế vậy nè? Mất một máu đi. Nhưng mà nó tăng rất nhiều thứ luôn. Chỉ số nó cũng cao hơn nữa. Khi chém vòng quanh quân địch nó sẽ gây 105 đam. Chém xung quanh là chém gì không? Khi mà mình gồng lên á thì nó sẽ giảm đi 50% đam. Trong cái trạng thái Fugi đó, dự trữ qua làm biến động á. Gọi giờ lại đi ra hả? Yeah. Kinh ty của mình nó hồi cũng khá là nhanh. Trời ơi, vô đây lại đụng được cái xịn hơn nữa nè. Cái này ngon hơn đó. Bay tôm là cái méo gì? Cái này lại ngon hơn nữa. Hai mươi lăm phần trăm có cơ hội bắn ra ba cái gai khi mà mình tấn công gây 50% lượng đam. Mana cái này tụt xuống. Ủa cái này à, mana nó dòng dưới tấn công máu mana, còn cái này nó tăng may mắn.
thì mình sẽ mất đi cái dòng máu. Hai cái dòng này thì nó như nhau. Lightning Death, lưỡi kiếm sức sống hả? Chuyển máu của mình thành sức tấn công, trong khi mà nó đang sạc đây là 30%. Bây giờ mình đi hướng dưới, mình chưa đi nè, nhưng mà tôi nghĩ vẫn là hướng trên hơn. Đi thử bên trái này coi. Giờ cảm giác mình rất là mạnh luôn rồi đó. Mày đỡ, mày đỡ hả? Toàn mana mà không có cái máu nào vậy. Cái lọ một đống tiền luôn. Mày bò à. Bây giờ hình cung mình đánh có hai cái là nó được rồi. Ôi ơi. Được một kim cương, hồi nãy 175 kim cương đúng không ạ? Nhấn E lên là mình gần như bất tử trong vòng vài giây á. Một giây á. Mấy cái này đọc hết nó ra không, tiền nhiều thì cũng tiền ít thôi, không bố ngang thì cũng bố dọc. Boss rồi, không phải đến boss mà đánh mấy con quái nó đông đông á. Mấy anh kia bị kẹt trong tường, mình tranh thủ mình lùm mới luôn. Sao lại trừ 5 máu? À con quỷ này. Khi mà mình loại trừ một cái combo khác trong cái thời gian ngắn là sao? Hồi 10 mana mỗi lần mình nhận đam. Không, cái này ngon hơn. Cùi. Trời ơi, bắt mình vô đây đánh boss để ra hai cái đồ gác khá là cùi. Boss đây, boss đây. Ải nãy 1-1 thì ải này chắc là ải 1-2 thôi. Mình còn cái khu nào chưa đi không? Khu dưới. Khu dưới này mình chưa đi. Hết rồi hả? Nó dựng cái này làm ngộ ngộ vậy mà cuối cùng không thấy dụng gì. Khu dưới này chưa đi. Ừ.
máu 20%. Siêu này thì nó tụt rất là nhiều luôn. Không, mình có 700 tiền không quất, quất luôn 30% cơ hội gây mà đúng ba quân địch hả? Cái này là khi nào, khi mình tấn công cái gì? Siêu lướt của mình bây giờ sẽ sử dụng 2 lần, thêm một tắc cho mỗi cái debuff lên quân địch. Debuff của mình hiện tại là chỉ có cái gồng lên chém thôi. Thử cái này coi. Bot bot bot. Bot ở đây với chúng tôi. Tăng tốc lên. Mới ảnh 1-3 à. Nè nè nè, nó ra cái chiêu băng nè, quá mạnh luôn, quạt 2-3 cái là nó nằm liền. Lụm tí mana vô rồi. Quái nó tự đi vô bẫy thì tự chết luôn. Game này lâu lâu tôi thấy nó vẫn hơi góp khung hình. Giảm tới 8 đam nữa nha. Mấy chỉ số kia cộng không bao nhiêu. Giảm 1 đam nhưng mà tăng 8 máu 15 may mắn. Được. Nó tăng thêm 10 điểm quân ti mỗi lần mình nhận đam. Tôi nuôi địch trong 3 giây. Mất có 1 đam mà nhưng mà tăng được 15 may mắn thì thôi tôi lấy luôn. Tàn sát tụi đó. Quá mạnh mẽ.
Kinh ty mình mỗi lần bật lên xong là đánh xong là nó gần hồi thôi. Game này hay quá đó. Một máu mỗi quân địch bị giết. Mình sẽ nâng cái kill mình lên. Trong vòng 10 giây á, thì giảm đam nhận vào. Tăng thêm một đống chỉ số hồi máu như về bờ trước khi là cái kỹ năng này tiêu này. Cái này nó thêm vô thì nó thay thế ta. Thử cái này thôi. Cái kia cái chính giữa có vẻ là ngon nhất á, nhưng mà tôi muốn thử cái mới. Cái skill mình bây giờ gồng lên nè, nó được cũng ba phần bắn ra cái đó đảo. Ủa chém ra gió luôn đó hả? Dạ xua anh em ơi, cái này là thấy nè. Lấy cái này á, từ 30% anh em lên 40% á, tức là nó tăng 10% của 30%, tức là tăng 30% lận, tăng 33% lận. Còn lấy cái này là nó chỉ tăng 20% thôi, tức là từ 50% của 250 thì nó chỉ lên 50% thôi, nó không hơn bao nhiêu. Cái này là cũng 30% nè, nhưng mà lấy cái này đi. Vãi, nó cũng trộn mình với cái khác lũ đại sao đó mất 10 máu gì cái đội tham đập mấy cái hòn này. Này là sao? Từ từ đến đó. Mình chỉ có thể chọn một trong ba thôi. Trời ơi, cái túi tiền à, nó chỉ cộng thêm tí thiếu tiền. Biết gì lấy quyển sách nâng cấp này, tiền mình đâu có thiếu đâu. Con game này có pha ghi nữa đó. Quái càng đông á thì mình đánh càng nhiều. Ủa đánh càng mạnh. Cái này á. Cái này quá cùi. Bot bot bot. Gì đây? Nâng cấp nó lên tốn 25 điểm kim cương này. Nâng sao? Thêm một dòng phủ.
giảm cái thời gian cho gạch đi 70%. Cái ta lành mình đang bị phá. Máu đầy. Trời, như cái thang máy vậy. Bót 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 bót. Ba sao. Cái giá da đau gì rồi đứng hình luôn rồi lũ đạn con game nó góp MPS với tôi, thực ra là không có thua cái pha đó đâu. Vãi game chơi mà lắc lắc ngay cái khúc đó vô lý hư cấu không có chấp nhận được. Lắp vô lắm làm sao. Ngừng combo mà đúng thời điểm thì 100%. Ê, mình còn 2 điểm nữa nè. Cái gì? Ai thơ là được trái 4 lần, khá là đơn giản. Ginzo thì có hai kiểu combo, vẫn là chuột trái 4 lần hoặc là chuột trái gần cái chuột trái lần nữa. Chuột trái 4 lần. Cái nha, cái pha đó làm sao mà thua được không biết nữa. Chị mới vô đây là gặp quái rồi. Bây giờ mình chém 4 cái là cái thứ tư của mình nó hút nè, đó, nó hút vai. Con bot đầu tiên nãy mà thua được, tôi vẫn còn cay đến giờ luôn.
Cái loại đó hồi 50% máu nữa. Trong cùi bắp bỏ luôn. Mình còn đường phía trên bên phải mình chưa đi. Cái ọt hả? Cái này mới hả? Ghi đâm băng. Đó cái nút quy của mình nè. Tốn mana không? Tốn 10 mana. Nó lên được một tí mana với 10 may mắn. Đi thôi. Game này hay phết đó chứ. Yếu tố hành động nó làm rất là tốt luôn. Dưới có đường nữa hả? Cái gì mới sáng bên này nè. Anh em thấy không? Chạy 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 chạy. Cái bên phải này ngon hơn. 338 đồng, 151 đồng, 338 với 151 là 489, thì coi như là 500 đồng đi. Nè, cái chiêu nó mới học được, có xây sức mấy chục phần trăm thôi. Đi giá. Chém chém ngừng chém cái sẽ giảm đi cái đam của nó. Chém chém ngừng cái chém cái ọt này
đam nó giảm đi, mana nó tốn ít hơn, may mắn nó cũng tục nữa, khiến cái vũ khí mình có độc trong vòng 10 giây. Độc này sẽ gây là 9 đam mỗi giây, kéo dài trong 6 giây, tức là 54 đam. Fort Nova lao một cái mũi tên độc. Được. Tối đa 100 tên sẽ tắt luôn. Thằng đam lên rất là nhiều nè, nó thay thế cho cái viên ngọc độc của mình. Nhưng mà mất cái khiên kia. Mười trăm con tôn quân địch trong 1 giây rưỡi. Dưới 60% đam á, thì dưới 60% máu thì đam mình sẽ tăng lên lên đến tối đa là 200% luôn. Có cơ hội ném một quả bom khi mà tấn công. Cái bom này không biết ảnh hưởng đến mình không. Tâm minh nó rất là khó nha. Nào, chém chém nè. Đó, thì đợi cái cây kiếm mình nó sáng lên đó, mình mới chém phát thứ ba, nhưng mà nó rất khó. Tôi muốn để dành mua cái bên đây hơn. Để nó đi. Khi nào mình cần thì mình tính sau. Bây giờ đơn giản được cái cung á.
Làm sao để mình đổi vũ khí qua ta? Cái kiếm của mình bây giờ yếu xìu à. Anh bà đâu mà. Không cần phải động thủ luôn. Cái quán elite thôi, nó không biết có phải là khi mà mình đánh bại một quân địch bằng cái phu ghi chích cơ là cái khiêu gây cung này của mình á, nào là cái khiêu gây cung này nút quyền của mình nào. Này chỉ đơn giản là tăng đam lên quái elite thôi, nên đổi người ta. Đi qua map 13 thôi. Tự nhiên nó gãy độ ghê nè. Ừ.
150, 100 lên 150. Cái gương gì nằm giữa đường thế này? 2 cái này tôi thấy không cái nào ngon cả. Quá nghệ thuật luôn á. Phía dưới này còn đường á, đi phía dưới này trước đây. Giảm tới 10 đam nữa. Thôi dẹp luôn. Không, nó ngang cái ọt cung tên của mình nó đang rất là ngon rồi. Trời ơi, cái kiếm nó cùi, dẹp con đi. Vô trong này chả ít lợi gì cả.
Cái mà gây đâm thiêu đốt á, tôi không biết bao nhiêu đâm, nhưng mà nghĩ đánh boss mình đánh lâu dài á thì nó dễ kích hoạt cái đó lắm. Chỗ này khả năng là vô đến boss rồi. Còn cái chỗ này lên thứ rồi. Này chẳng có cái gì luôn, vô đánh vài con quái nào hết à. Ôi ơi, lừa đảo. Hồi nãy tiền mình dư dả lắm, giờ thiếu thốn rồi nè. Trả thù, lần này tôi sẽ trả thù con boss. Đứng gì vậy? Đau quá. Rồi. Đứng hình. Trời ơi, lũ đảng nha nó. Hai lần thua con boss, không có chấp nhận được. Tại vì mình có nhân vật mới gì cơ. Đây 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 có gái nè. Cool.
Khoan khoan khoan, nhân vật của mình là em này tên gì? Philip. Philip. Philip mấy em có combo luôn. Philip không có combo. Cái nha. Cái gì đây? Cái QR của mình. Ấy. Mình sẽ nâng cung nó. Em này đánh chậm quá à. Đúng mà nè, phết luôn á chứ đùa. Được cái giữ khoảng cách khá là ổn thôi. Đâm mình yếu quá. Dọn quái nó khá là khó luôn á.
đánh chậm quá à. Không phê bằng thằng cầm kiếm nãy này. Với lại phá mấy cái vật thể này rất là khó luôn. Chín mươi sáu máu. Cùng mới sách mới Giữ càng lâu thì nó bắn càng nhiều cái cung lên. Bây giờ mình có thể gọi hai con chim nào. Philip. Vô găm máu quá trời, đem yếu rồi, đâm yếu rồi lại đơn mục tiêu nữa. Chết rồi, bấm lộn cái nút EG là cái gì anh? Ý á, ê phải bán cái cung luôn rồi, trên cung rồi. Một pha xử lý đi vào lòng đất, mất mẹ yêu cung xịn luôn rồi. Đã yếu rồi còn chơi ngu nữa. Quên chơi mấy con game FPS biết rồi, bấm nút EG gài đạn hoài à, bắn vài cái tự nhiên theo thói quen cái nhấn nút EG. Ủa sao còn có con chim màu à? Đâu con lại?
cái chiêu EG của mình nó cũng cùi nữa nha. Rồi xong luôn. Ây da, nó đau. Sắp bắn máu rồi, sắp bắn máu rồi. Rồi gấu. Một máu, 11 máu. Cái gì? Rồi chuyển sinh luôn. 100 ruby. Level nữa mình mở được em này nè. Tiếp 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 tiếp. Cung này cũng được á. Cung này cũng được. Thử cung lần nữa đi. Bắn hụt luôn à. Nào giấu gương ở đây hiểm chứ. Đây, cung mới. Cung này gọi chó. Cung này nó bắn hơi chậm với mà nó không có chính xác. Bắn vướng quá, vướng vật cản dữ thiệt. Được cái đam cũng khá cao, mặc dù có đánh đơn mục tiêu à. Trời ơi, 3-4 cái tay le nó đứng kế bên không?
Đứt chuột mỗi tay quá anh em ơi. Táp chuột nãy giờ mỗi tay luôn á. Tăng thêm được 4 đam, cây dao găm thì mình không cần. Cái này khá là ngon nè. Chiêu này giống chiêu cuối nãy của mình quá vậy. Nhưng mà thiếu một tiền. Trời không có nào rớt tiền. Có cái nào rớt tiền không? Tôi thiếu có một tiền thôi. Chỗ này là nãy là mình vô mà. Rồi đủ tiền rồi. Bắn thì bắn hụt không à. Nào. Cái chiêu kia là chắc cái chiêu EG của mình đó. Tôi thích những cái chiêu mà bị động nội tại hơn. Nội tại thì thường nó tăng vào cái đòn tấn công tay của mình nên nó khá là mạnh. Còn mấy chiêu chủ động thì tốn mana lắm. Một đống khùng luôn. Mấy cái thùng như vậy mình đâu có đánh vô được. Con chó nó cũng mà cắn mấy cái thùng cho mình đó. Qua màn thôi.
Quá trời mình yếu rồi, bắn con quái 4-5 mét. Đây đây đây, cung mạnh hơn nè, cung 3 dòng luôn. Cái cung này chịu hồi ra con sói. Con sói này có khiêu mà chém gió nữa hả? Giờ mình có thể bắn tự động rất là nhanh luôn à. Tự nó nhả combo luôn. Khu dưới đó vẫn còn hả? Cũng bắn cũng được. Cho cái map này nó rộng dưới nè. Cây này thì nó cộng nhiều dòng hơn. Cây này thì đam nó mạnh hơn tí xíu. Cây này nó có mấy cái dòng phụ khá là ổn nè. Bây giờ
Đi gì đó mua đồn cái. Bây giờ game này có chuột phải nè. Trời ơi, nãy giờ không xài tới chuột phải luôn. Tôi bị đục rồi anh em ơi. Chuột phải là xài cái katana này à, nãy giờ không bấm luôn. Lựu đạn nó nè, chuột phải đập thùng đâu thoải mái dễ dàng. Ngờ ngợt, thật là ngờ ngợt. Không có nào ngon cả. Dưới này, trên này còn hai đường. Còn mỗi cái đường này thôi, chắc chắn là vô đến boss rồi. Gì? Tôi bị nó lừa rồi. Ủa nó theo đúng thứ tự 1 2 mà. Ủa chỗ này mới có cái gì đó sao? Ơi đường này chết tôi rồi, bây giờ sao đi ra nè?
Đủ đạn nhờ nó. Nó bắt mình đi vô nguyên cái chỗ trống đó, thì xong rồi đi ngược về ra cũng cái chỗ trống đó luôn. Thì kiếm vẫn ngon hơn, chơi cung bây giờ bắn chậm quá. Đi ra. Trời ơi. Cày nha. Chưa lên nữa. Không chơi cung ở đâu. Tôi về lại chơi kiếm đây. Không được cái gì luôn. Game ngày càng khó rồi đó. Chơi gần 2 tiếng hồ mà chả được ích lợi gì hết. Lên được một đam một mana nhưng mà mất 4 máu với 3 lớp. Cái này hồi một máu chi giết địch nữa. Còn cái đường bên trái với hai đường ở dưới luôn. Quái đâu ra đây? Gấu của mình nó cũng chiến phết đó chứ. Đầu tiên nè. Đầu tiên. Cái kia cũng ngon nữa nhưng mà lấy sớm không tác dụng gì.
lên được 2,5 giây nữa. Giảm giá. Có cái chiêu mà đánh chết một con quái lên một máu ấy, nó rất là ngon luôn. Khó nha. Cái này khá là khó đó. Lấy cái giảm giá này coi bộ lời đó. Lãi rất là nhiều luôn. Để đánh nó không thấm máu là sao? Đánh nó không thấm máu luôn. Và ghi cũng rất là khó nữa. Cái kiếm của mình yếu quá rồi, đánh con quái nó không mất máu nữa, buộc phải lấy vũ khí thôi.
Còn khu trên, khu trên mình chưa đi nên vòng lại đi một lần nữa. Trời ơi, tưởng cái gì? Ý. À không, đâu phải đồ đâu. Đợt này máu mình ít quá. Hồi nãy máu 400. Đổi cung này thôi, không đổi đâu, mất đi kiểu triệu hồi gấu rồi thôi.
Thêm một tắc để bút, nghỉ bút mini đam tập gần. Mình mất máu dữ vậy ta. Khu trên này chưa đi nữa nè. Máu nhiều quá. Katana. Ba lên 3,5 giây. Lấy cái bom đi, cái bom nãy giờ thấy tương đối hiệu quả. Vậy còn là cái dưới này á. Chuẩn bị gặp boss là mình yếu như con sên dưới trời. Rồi kẹt luôn này. Rồi đến đâu rớt vô góc lắc. Chỗ này nó bị kẹt nè. Tầng 3 đam cũng khá là ngon. Cái này đánh boss thì không tác dụng. Cả hai đánh boss đều không tác dụng luôn á. Boss nó nằm đâu vậy? À đây nè. Chơi chơi chơi.
quá trời yếu như con bún thiêu vậy đó. Sao mà đánh boss trời ơi, cái này chỉ nó chuẩn đánh mấy con quái ở ngoài thôi. Cái này vẫn chưa mở, game này khó vãi ra. Đợt này đánh boss phải cẩn thận, nhưng mà tôi nghĩ trình tôi là không có qua nổi boss này. Đỏ không kịp. Ôi ôi ôi. Hình con gấu nó che đó. Hết máu anh ơi. Rồi. Vãi tay. À da đó unlock. Sắp tới là có cái gì nè. Không biết có cái gì nữa, nhưng mà tôi ăn hành hơi bị nhiều, tôi thấy cay đó. Ừ? Không dùng cho nhân vật nào được thì dùng cho ai? Bây giờ mình gồng lên, mình có thể chém. Thử phát nữa, tôi khá là cay đó. Cái gì đấy? Trong một cái quán rượu nhỏ. Bây giờ đang cảm thấy rất là hưởng thụ với cái đi rượu vang của mình. Đẹp. 30.000 đô. À dạ phải không? Không có mà chính quyền á ra lệnh truy nã cái con đó, nhưng mà không ai dám nhận cái bình dụng bộ này cho nó. Chỉ có mỗi em Aja này dám nhận thôi. Katagina hay là Akali? UE của mình là gì đó? Em này đánh hơi bị nhanh quá.
Đau 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 đau. Chém một cái rồi. Chém một cái giữ luôn thì nó say. Đó. Cái này đánh đơn một tiêu rồi được. Trời, một đống đương luôn kìa. Em này đánh đúng ngược luôn. Có cái chiêu này, con này có summon. Hai cái này cái nào cũng ngon chứ, nó ba cái luôn, cái nào cũng ngon chứ. Phía dưới này có bán đồ nè. Em súng kiếm này có bộ mạnh nè, quá mạnh luôn á. QE này là đâm sau lưng đúng không? Bốn chục đam tay lên ra sau lưng quân địch. Mình di chuyển càng xa thì nó gây thêm đam càng nhiều. Nếu chưa quên thi một một xong một một là nó hiện ra cái thành tựu à, bốn chim luôn nè. Bí giá dùng máu luôn.
Em đây chọt mấy thằng cầm khiên là thôi rồi luôn. Ủa cái gương đâu? À đây. Đây có đường nữa nè. Đó, Katagina là thấy không? Đậu phủ ly hoa châm. Kêu bây giờ cái 130% đam. Mình có thể kích cái độc ra. Katana thì không đủ tiền. Trời ơi, lấy máu. Cái nào cũng cùi hết cho nó. 150 tiền á. Còn mỗi khu này mình chưa đi thôi. Ở dưới con đường mình đủ tiền mua cái kia nè, mua cái cục máu nè. Con này máu mỏng lắm nên cố gắng mua máu vô. Trời ơi gì cũng dính nữa thiệt, cái hitbox nội tại. Bây giờ thì bóng kiếm của mình nó lại tốn 5 MB. Sau khi cách kill thì cái đòn tấn công của mình nó sẽ tăng 30%. Đó nữa, bà đó.
Ưu tiên của mình lên được bậc 2 luôn. Lên được khá nhiều đam. Ưu tiên có vẻ ngon. Nên đầu tư cho anh ti đây. Trời ơi, nó đau. Ôi vãi, đang anh ti vẫn bị đánh hả? Ôi ơi. Nhấn rồi thả rồi tuôn lốc enemy một cách dễ dàng hơn. Không hiểu. Đâm xong rồi chém hai lần. Thì nó sẽ gây ra cái tia sét. Cái này để dọn quái thôi. Rồi mình không mana luôn rồi. Trăm năm tám tiền. Lâu lâu nó bị khựng cái khung hình khi mà mình dính đam á. Thằng mập bây giờ một combo rồi nó chết luôn. Mẹ chả có cái gì trong đấy cho anh thiết kế cái này chứ vậy.
Nguyên khu trên này chả có cái méo gì luôn. Nó cũng lừa mình đi vô đây nữa. Bây giờ còn hướng dưới này thôi. Một ba con luôn rồi. Cái kiếm này ngon nè, kiếm này đúng ngon luôn á. Rồi, tôi lại thua con boss đây. Ôi quá đơn giản. Bấm lên thi lúc cuối cùng luôn. Giết boss đầy được cái gì không? Tí đồ vậy thôi à. Con game này mỗi lần loot đồ á là nó rất là giật. Trời ơi. Đau. Quái bên này nó rất là khó nhìn luôn nha. Chứ nhìn chả thấy cái gì luôn á. Quá khó nhìn đi. Thank you.
Phải thì cây gai nó phun ra 40 máu. Trời ơi, vãi thiệt, mấy cái con phun phun này sao mà đỡ được. Kiệt luôn hả? Trời ơi, giờ nó mới hiện ra. Khổ quá. Cái map hàng này nó có không tiếp. Hút nhiều mà nào quá. Tiền càng nhiều thì mình đánh càng nhanh. Qua tới map này FPS nó dịch dữ ta. Còn cái đường đi bên trái này thôi.
vãi thiệt, trừ 30 máu. Đang đi tự nhiên con quái nó hiện ra. Nó đụng nhẹ cái bay 30 máu. Khốn nạn, con game nó khó. Gọi đến thục không kìa. FPS nó bắt đầu nó gấp gấp nè. Nè, lâu lâu nó hiện ra con này nó hút một cái ba mấy máu xong chơi. Ủa mình đi vô cái chỗ nào không có trên bản đồ luôn nè. Đau quá, còn có chấm máu à. Rồi chết luôn, ngay chỗ quái chết bao luôn. Mở được cái gì nào? 10% né tránh đòn tấn công. Được cái gun mới. Sắp mở được em gái mới nữa nào. Rồi, em này tôi chơi là thấy sướng tay nhất luôn á. Thanh niên này thì dễ chơi nhất. Em này thì bui đam rất là mạnh, chơi rất là sướng tay. Em này thì tốc độ đánh tôi thấy là yếu rất là nhiều. Lên được triệu hồi mà ngon ngon thì còn đỡ. Lần sau chúng ta có em này. Đam rất là cao nha. Em này thì đam nó có 3 hộp à. Nhưng mà tôi cảm giác là cực kỳ bá đạo luôn. Good boss phát 1. Em này cũng tầm xa nữa. Bao combo thì em này ngon hơn. Em này cũng đâu có phao combo đâu. Thanh niên này có phao combo không nào. Được. Game này chơi rất là thú vị, rất là hay nha. Có thời gian rồi sẽ chơi tiếp. Rồi ok, bye bye anh em. Hôm nay ăn hành hơi bị nhiều.